chị chơi rồi. Chơi bú sữa không? Không kìa. Bú sữa không? Rồi sao? Giờ ba ngày đúng không? Đi nha. Ba ngày là đuổi đi đó. Hỏi bú sữa nè, nhưng bú sữa nè. Nè, sữa nè. À, mẹ ơi, lẹ lên hả? Lẹ lên. À, lẹ lên, biết rồi. À, đây nè. Nè, con tự lấy đi. Nè, tự lấy đi. Uống sữa không? À, biết rồi, biết rồi. Là quá, là quá khô cổ họng hả? Uống sữa không? À, mẹ cho con miếng nước cho khỏi khô cổ nha. À, uống sữa không? À, đang nuốt nước hả con? À, sao bú sữa không hả? Ơ à, tôi mệt cái bà này quá, hỏi bú hoài mà không cho người ta bú. Nói chuyện kiểu ba gai luôn phải không? Nói chuyện kiểu ba gai rồi. Bú sữa không? Nè sữa nè. Bú sữa không? Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. À, rồi rồi rồi. Nè bình sữa nè con. À, nè của con nè. Của con nè. Tự nắm đi. Ồ thấy mình sữa mừng quá mừng rồi. Nè. Nè. Bú không? Bú chưa? Ghiền dữ chưa? Ghiền vú dữ. À, ghiền dữ lắm hả? Ồ. Oh. Ghiền dữ lắm chưa? Mẹ ghẹo hoài luôn. Mẹ ghẹo hoài luôn mà. Hỏi người ta bú không? Không ạ, à, không thôi. Đợi con. Bú không? Bú không? Bú không? Mẹ hỏi hoài không cho con bú hả? Phải không? Biết rồi, kỳ. Phải không? Biết rồi. Nói chuyện mà ba gai. Nói chuyện mà ba gai. Ừ. La. La mẹ hả? La mẹ hả? Mẹ ghẹo con phải không? Hả? Mẹ ghẹo con hả? Hỏi bú không mà hỏi hoài không cho người ta bú đúng không? Đúng không con? Để cho con bú nè, cho con bú. Mẹ hỏi hoài cho con bú. Con. Nè của con nè. Ok thiệt, là lớn luôn. Nhữ con á hả? Phải không? Mẹ nhữ con hả? Quả bực quá mà. Đút vô rồi rút ra.
ẵm ẵm con lên đi. Con không thèm bú mà. Con không thèm bú hả? Con bú không? Cho bú nha. Nha. Có chịu bú đâu. Nè cho con bú nè. Lấy lưỡi lừa ra không à. Lấy lưỡi lừa ra không à. Lừa ra mà đi ba gai với tôi. Ba gai với tôi là sao? Lấy lưỡi lừa ra mà đi ba gai. Quýnh à. Giờ. Giờ sao? Bú không? Bú không? Thôi mẹ thương mẹ thương. Mẹ cho con bú nha. Thôi mẹ dẻo con ha.